nhiều nước rất thành công. Tất nhiên có nước không. Và khi mà đưa ra dự án luật như vậy thì rất nhiều ý kiến của nhân dân, trí thức, của Việt kiều, của bà con chúng ta khi thế rất sôi nổi. Bằng tinh thần yêu nước như thế, chúng ta rất quan ngại. Và một cái tinh thần của một dân tộc yêu nước như vậy, chúng ta không lo gì bắt nước, thể hiện qua công việc này. Tuy nhiên mà chúng ta phải tiếp thu lắng nghe những điều cần thiết để điều chỉnh một cái luật đảm bảo đất nước phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, nhưng phát triển bền vững, đảm bảo độc lập, chủ quyền, tự do của đất nước một cách lâu dài, đảm bảo quyền lợi quốc gia dân tộc một cách căn bản, xuyên suốt trong quá trình gìn giữ non sông đất nước Việt Nam của chúng ta. Chính vì vậy mà tôi cũng nghĩ rằng lắng nghe ý này, chúng ta cũng phải điều chỉnh lại vấn đề thời gian thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng mà chúng ta nhân dân đã phản ánh. Và tôi cũng xin nói rằng đây là đất thuê chứ không phải đất, và cái thuê đó theo quy trình nào, hàng năm ủy ban nhân dân trình hội đồng nhân dân giá thuê đất, chứ không phải là giao một vĩnh viễn như là những tô những địa như là không không đó, hoàn toàn khác nhau, đúng không? Khác nhau hoàn toàn. Nhiều người rất thích là hiểu lầm cái vấn đề này, và cái cơ cấu nhà đầu tư phù hợp của từng quốc gia, một tỷ lệ cần thiết cho vấn đề này chứ không phải như một nước.